Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Bắt gặp chiếc G63 trong trạng thái mắc màn ngủ đông giữa drama tình ái của cô chủ Hiền Hồ. Tung tích của Hiền Hồ giữa scandal những ngày qua đang là mối quan tâm của cộng đồng mạng. Trong khi nữ ca sĩ vẫn bận vụ âm tín thì mới đây, chúng tôi đã bắt gặp chiếc xe G63 được cho là xế hộp trị giá 13 tỷ đồng của Hiền Hồ. Chiếc xế hộp tiền tỷ đang đỗ tại tầng hầm chung cư mà nữ ca sĩ sinh sống, được phủ bạt kín mít. Hành động che chắn này có thể là hạn chế sự chú ý của người ra vào trong khu đỗ xe. Căn chung cư này cũng là nơi Hiền Hồ đã ở khoảng 4-5 năm trở lại đây. Trước đó, vào đêm 19 tháng 3, Hiền Hồ vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình. Trong khi nữ ca sĩ khóa trang cá nhân biến mất hoàn toàn thì người đàn ông bị cho là cặp kè với cô, lên tiếng giải thích cả hai chỉ là anh em họ, nương tựa lẫn nhau. Sau lời giải thích này, loạt ảnh tình tứ thân mật trong khách sạn đến ra nơi công cộng của cặp đôi bị lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Hiện tại vụ scandal vẫn thu hút sự chú ý lớn của cư dân luận, còn Hiền Hồ vẫn nhất quyết giữ im lặng.